tương tự sức mạnh vũ khí nhiệt áp RPO Ashmel-VN. Súng phóng lựu nhiệt áp RPO Ashmel là loại vũ khí có sở hữu sức mạnh hỏa lực đặc biệt được trang bị cho các tổ bắn súng thuộc binh chủng hóa học. Trong một phóng sự mới đây do kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam về những chiến công thầm lặng của binh chủng hóa học trong suốt những năm tháng xây dựng và phát triển, cũng trong phóng sự trên, lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh về một loại vũ khí đặc biệt được trang bị cho binh chủng hóa học, đó chính là súng phóng lựu nhiệt áp RPO Ashmel. Theo đó, RPO Ashmel hiện đang được trang bị cho các tổ bắn súng thuộc binh chủng hóa học, và đây cũng là một trong những loại vũ khí bộ binh cầm tay sở hữu sức mạnh hỏa lực cực lớn mà quân đội ta được trang bị, thậm chí nó còn vượt trội hơn cả các dòng súng chống tăng RPG. RPO Ashmel là loại súng phun lửa thế hệ mới được Liên Xô và sau này là Nga phát triển và trong những năm 1980 và hiện đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới. Mặc dù gọi là súng phun lửa nhưng RPO Ashmel lại có cơ cấu hoạt động như một súng phóng lựu mang theo đầu đạn nhiệt áp có tính sát thương cực cao. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn phòng hóa 86 thuộc binh chủng hóa học huấn luyện với súng phóng lựu nhiệt áp RPO Ashmel trên thao trường. Súng phóng lựu RPO Ashmel của binh chủng hóa học thể hiện sức mạnh của mình khi tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu ở khoảng là 300m. Theo trang quân sự Army Recognition, súng phóng lựu nhiệt áp RPO Ashmel đang được Nga chế tạo và sử dụng là loại hỏa lực cầm tay hiệu quả nhất trong suốt hơn 28 năm kể từ khi nó xuất hiện. Sức mạnh của RPO Ashmel cũng đã được chứng minh qua các cuộc chiến tranh có sự tham gia của quân đội Nga mà gần đây nhất là tại Syria. Về thiết kế mẫu vũ khí nhiệt áp cầm tay này, cấu tạo gồm ống phóng bằng nhựa tổng hợp sử dụng một lần. Trên ống có gắn thiết bị ngắm quang hộp đơn giản với vạch chia độ đến 600m, hai tay nắm và cơ cấu khai hỏa. Bên trong chứa đạn phản lực, hai đầu ống có nắp đậy và có gắn quai đeo để tiện trong hành quân. Loại đạn cơ bản của RPO Ashmel là đạn nổ thể tích. Đầu đạn là loại nổ lõm cho phép vượt qua một số chướng ngại vật. Sau khi nổ, phần cơ bản của quả đạn sẽ tạo ra đám mây bụi và nó sẽ bắt ngay ngọn lửa nổ. Như vậy, hiệu quả vượt xa chất nổ thông thường. Trong ảnh là một quả đạn nhiệt áp RPOA của Ashmel. Bản thân RPOA Ashmel cũng được trang bị tới 3 loại đạn khác nhau, gồm RPOA đạn nhiệt áp, RPOZ đạn gây cháy và RPOD đạn tạo khói. Chúng có cỡ nòng tiêu chuẩn 93mm với trọng lượng từ 2.1 cho đến 2.3kg với chiều dài cơ sở là 700mm. Trọng lượng chiến đấu của RPO Ashmel vào khoảng 11kg, dài 900mm, sơ tốc đầu nòng 125m/giây với tầm bắn tối đa lên đến 1000m và tối thiểu là 20m. Đầu đạn nhiệt áp của nó khi cháy sẽ tạo ra một vùng lửa có bán kính 3m để đốt cháy mục tiêu và hút sạch không khí trong phạm vi tương đương. Với mẫu đạn tiêu chuẩn RPOA, mục tiêu của mẫu súng phóng lựu nhiệt áp này, các công sự vững chắc, bộ binh, phương tiện bọc thép hạng nhẹ và đôi khi là cả xe tăng, RPO Ashmel cũng được đánh giá khá tốt trong tác chiến đô thị với sức công phá tương đương vụ nổ của đạn pháo 152mm. Hiện tại thì RPO Ashmel còn được Nga phát triển thành nhiều biến thể khác như RPOM Smell-M hay còn được gọi là RPOPDMA, được giới thiệu vào năm 2006 với thiết kế gần như tương tự. Nó có trọng lượng chỉ 8,8kg với cỡ nòng 90mm và có tầm bắn lên tới 1700m. Với các tính năng kỹ chiến thuật trên thì rõ ràng RPO Ashmel là một vũ khí sở hữu sức mạnh cực kỳ đặc biệt của binh chủng hóa học, với uy lực và tầm bắn đều vượt trội so với các mẫu súng phóng lựu hay chống tăng thông thường đang được biên chế cho quân đội ta. Vì vậy, sự xuất hiện của RPO Ashmel trong biên chế có thể được xem là một bước tiến mới trong việc tiêu chuẩn hóa trang bị dành cho các đơn vị bộ binh hoặc lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội ta. Điểm mặt dàn vũ khí lọt mắt xanh của Việt Nam 2017. Năm 2017 được xem là một năm đáng nhớ của lục quân Việt Nam khi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ chúng ta được trang bị mẫu xe tăng chủ lực mới. Trong năm 2017 có khá nhiều vũ khí lọt vào mắt xanh của Việt Nam, dù đa phần trong số đó đều có nguồn gốc từ Nga, nhưng chúng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, cũng tương thích với các nền tảng vũ khí mà quân đội ta đang sử dụng. Sau đây, kiến thức xin giới thiệu 5 mẫu vũ khí tiêu biểu nhất 2017 mà Việt Nam có thể và sẽ đưa vào trang bị trong tương lai không xa. Ứng cử viên đầu tiên cho danh sách này chính là sự kết hợp giữa tàu tên lửa Monia và tên lửa chống hạm siêu âm Yakon. Theo đó, các tàu Monia tiếp theo của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được trang bị tên lửa Yakon thay cho tên lửa chống hạm Uran-E. So với Uran-E, Yakon bay nhanh hơn, Mach 2,5-3, bay xa hơn 300km và tất nhiên là có sức công phá mạnh hơn hẳn. Với tốc độ bay cao, nó cũng khiến đối phương khó đánh chặn. Trong ảnh là mô hình tên lửa, tàu tên lửa Monia với các ống phóng tên lửa Yakon.
Theo báo cáo thường niên của nhà máy đóng tàu Vinpearl của Nga, nhà máy đang đàm phán để phía Việt Nam đóng thêm 4 tàu tên lửa Moria tại tổng công ty Masan. Nhìn nhiều khả năng thì các tàu Moria tiếp theo của ta sẽ được trang bị tên lửa Yakon. Cũng trong năm nay, Hải quân Việt Nam cũng đã hoàn tất việc đưa vào trang bị các tàu tên lửa Moria cuối cùng trong gói hợp đồng đóng mới 6 tàu Moria giữa Tổng công ty Masan và binh chủng Hải quân từ năm 2009. Cái tên thứ hai được nhắc đến nhiều nhất trong top các sự kiện quốc phòng Việt Nam năm nay chính là việc Việt Nam chính thức đặt mua tên lửa hành trình siêu âm BrahMos từ Ấn Độ. Việc sở hữu tên lửa BrahMos sẽ giúp Việt Nam nâng tầm sức mạnh quân sự của mình trong khu vực. Loại tên lửa này vừa mang tính chất răn đe, vừa mang lại khả năng phòng thủ cho Việt Nam trước các mối đe dọa từ bên ngoài. BrahMos là loại tên lửa hành trình đa năng, có thể chống hạm, tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác rất cao. Theo phía Ấn Độ, tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ 1,5m ở cự ly 300km, do đó được trang bị một đầu đạn nặng 200kg. Bên cạnh các loại tên lửa tấn công, năm 2017 cũng là năm Việt Nam chuyển hướng tái trang bị cho lực lượng tăng thiết giáp với một số hợp đồng mua sắm trang bị mới. Và một số nguồn tin của Nga tiết lộ, Việt Nam đang rất là quan tâm tới hai dòng phương tiện chiến đấu bọc thép tốt nhất của Nga là 2S25 Spruce SD và BMP-3. Bộ đôi 2S25 Spruce SD và BMP-3 được Nga phát triển dành cho nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường trong các đơn vị bộ binh cơ giới. Chúng được thiết kế để có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau và sở hữu khả năng chống tăng mạnh mẽ. Trong đó nổi bật nhất vẫn là 2S25 Spruce SD, mẫu pháo tự hành chống tăng thế kỷ 21 của quân đội Nga. Nó được trang bị pháo chính lên đến 125mm và có thể bắn được nhiều loại đạn chống tăng khác nhau với tầm bắn hiệu quả ước đạt hơn 2000m. Năm 2017 cũng được xem là một năm đáng nhớ của lục quân Việt Nam, khi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ chúng ta sắp sửa đưa vào trang bị một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới với cái tên không thể tốt hơn T-90 SSK. Từ giữa năm nay, truyền thông Nga đều đồng loạt đưa tin là tập đoàn Uran và Gonzavod của Nga sắp sửa chuyển giao lô xe tăng T-90 đầu tiên cho Việt Nam trong hợp đồng cung cấp 64 xe tăng T-90 gồm hai phiên bản T-90S và T-90SK. Xe tăng T-90 nói chung và biến thể T-90 SSK nói riêng là một trong những mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới hiện nay. Chúng sở hữu thiết kế toàn diện cả về tấn công lẫn phòng thủ, còn khả năng thực chiến đã được chứng minh qua nhiều cuộc xung đột. Điểm nhấn cuối cùng trong danh sách này chính là việc Airbus chào hàng cho Việt Nam mẫu máy bay chống ngầm C-295MPA và bản thân chiếc máy bay này cũng là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho phi đội máy bay chống ngầm của không quân ta trong tương lai gần. Đáng chú ý là không quân Việt Nam hiện cũng đang vận hành 3 máy bay vận tải C-295M mới tinh nhập khẩu từ Airbus Defence. Do đó, việc Airbus chào hàng C-295MPA cho chúng ta là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Với yêu cầu tác chiến hiện tại, Việt Nam đang cần tới một mẫu máy bay chống ngầm chuyên dụng hơn bao giờ hết và C-295MPA là một lựa chọn khá tốt dựa trên nền tảng trang thiết bị điện tử và vũ khí mà mẫu máy bay này được trang bị. Tuổi thọ của tên lửa S-300, những bí mật bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, từ những năm 1970, loại đạn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu như tên lửa S-300 đã trở thành mục tiêu mà các mẫu thiết kế tên lửa chiến thuật phải hướng tới. Thời hạn bảo đảm chất lượng của tên lửa thông thường được gọi là thời hạn sử dụng của tên lửa, là khoảng thời gian sau khi được niêm cất, bảo quản trong điều kiện quy định, tên lửa vẫn đảm bảo được các tính năng chiến kỹ thuật với hiệu quả tác chiến như thiết kế ban đầu. Các hãng sản xuất tên lửa khác nhau đưa ra quy định về thời hạn sử dụng, bảo quản tên lửa cũng khác nhau. Có loại tên lửa được quy định theo khoảng thời gian bảo quản như tên lửa phòng không Rattlesnake của Pháp có niên hạn sử dụng từ 7 đến 10 năm, tên lửa phòng không Soar của Anh có niên hạn sử dụng từ 5 đến 10 năm. Có loại tên lửa được quy định theo niên hạn như tên lửa phòng không Aspide của Italia có niên hạn sử dụng là 5 năm, tên lửa phòng không Javelin của Anh là 8 năm, khác với tên lửa chống tăng Javelin. Tên lửa phòng không RBS của Thụy Điển là 15 năm. Riêng đối với tên lửa S-300 của Nga, để giữ được chất lượng đạn tốt, cần phải tuân thủ theo hướng dẫn bảo quản sử dụng, thời gian niêm cất và các giá trị tham số tin cậy được thể hiện cùng nhau, hướng dẫn bảo quản được quy định. Niên hạn sử dụng 10 năm, trong vòng 10 năm không cần thực hiện bất kỳ công tác kiểm tra nào. Cuối năm thứ 10, độ tin cậy đạt được là 0,9, tỷ lệ phóng thành công là 0,8, được phép kiểm tra 5 lần một năm. Trên thực tế thì niên hạn sử dụng này có ý nghĩa giống như ý nghĩa khuyến cáo chất lượng ghi trên bao bì đóng gói các sản phẩm tiêu dùng, nhưng tốt nhất là sử dụng trước ngày ghi trên bao bì, đảm bảo cho chất lượng sản phẩm ở trạng thái tốt nhất.
So sánh với tình trạng bảo quản và sử dụng thực tế của tên lửa hiện nay, thì thời gian quy định về việc bảo quản niêm cất tên lửa có phần bảo thủ, mặc dù đã quá thời hạn sử dụng theo quy định. Nếu tên lửa vẫn được cất giữ trong điều kiện tương đối tốt, về lý thuyết vẫn có thể sử dụng, nhưng độ tin cậy vẫn sẽ bị giảm sút. Khác với các sản phẩm bao gói tiêu dùng, tên lửa là một hệ thống phức tạp được cấu thành từ rất nhiều tổ hợp linh kiện với các chất liệu khác nhau, cùng một giá trị tham số để thể hiện thời gian niêm cất, bảo quản toàn bộ quả tên lửa, thì thực sự là rất chung chung, không thực tế. Người sử dụng và người bảo quản tên lửa bắt buộc phải nắm rõ thời gian sử dụng của từng loại bộ phận linh kiện. Một số linh kiện thời gian sử dụng tương đối ngắn, nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian sử dụng chung của quả tên lửa. Nếu có kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và thay mới những linh kiện này, thì niên hạn sử dụng của tên lửa sẽ được tăng lên rất nhiều. Điều này sẽ tạo ra sự chênh lệch về niên hạn sử dụng thực tế và niên hạn sử dụng theo quy định. Ví dụ như tên lửa phòng không Javelin được Hải quân Anh đưa vào trang bị vào năm 1973. Tới năm 1982, Anh và Argentina xảy ra tranh chấp tại quần đảo Malvinas. Hải quân Anh đã sử dụng tên lửa này để bắn rơi 5 máy bay chiến đấu và một máy bay trực thăng của quân đội Argentina. Tên lửa Javelin có niên hạn sử dụng theo quy định là 8 năm, nhưng tại sao sau 9 năm nó vẫn đạt được hiệu quả tác chiến tốt đến như thế? Chúng ta sẽ xem xét đến thời gian sử dụng của từng bộ phận linh kiện chính của tên lửa Javelin phiên bản hải quân sẽ biết được lý do tại sao. Một số các bộ phận của tên lửa như phần thân trước, hệ thống thủy lực, hệ thống điện, máy đo gia tốc, nguồn điện, hệ thống điều khiển đều có thời hạn sử dụng là 15 năm. Các bộ phận thân giữa, thân sau, ngòi nổ, đầu đạn có thời hạn sử dụng là 10 năm. Điều này có nghĩa là thời hạn sử dụng của các cấu kiện chính và hệ thống điều khiển của tên lửa đều trên 10 năm. Trong khi đó, tuổi thọ của động cơ tăng tốc, máy phát điện khí đốt và bộ tăng tốc tách động cơ khởi động ban đầu chưa đến 8 năm. Có thể thấy rằng, chỉ cần có kế hoạch bố trí thời gian hợp lý để thay thế các linh kiện hết thời gian sử dụng, có thể tăng niên hạn thời gian sử dụng cho tên lửa Javelin lên 10 năm. Biện pháp thay thế mới lần lượt các linh kiện tuổi thọ ngắn để tăng niên hạn sử dụng này thường được áp dụng ở các tên lửa được nghiên cứu chế tạo vào thời kỳ những năm 1950-1970. Tuy nhiên, biện pháp này lại bộc lộ rõ những nhược điểm, đó là bắt buộc phải lập bản biểu thời gian theo dõi kiểm tra, bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo kịp thời thay thế các linh kiện, vật tư xuống cấp. Điều này làm tăng đáng kể chi phí sử dụng của tên lửa. Đối với trường hợp của tên lửa Javelin thì cứ 26 tháng lại phải tiến hành một đợt kiểm tra bảo dưỡng với quy mô tương đối lớn. Để đảm bảo độ tin cậy cao, cứ 3 năm một lần lại phải thay mới bộ đánh lửa của tên lửa này. Nếu tháo bộ đánh lửa ra và cất giữ bảo quản ở khu vực chuyên dụng thì có thể cất giữ được từ 6 đến 7 năm. Do vậy mà rất nhiều tên lửa chiến thuật trong thời kỳ đó, khi không có chiến tranh thì các tên lửa đều được tháo rời và đưa vào bảo quản riêng. Điều bất lợi là khi cất giữ các linh kiện này trong thùng chuyên dụng, đến thời điểm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lại phải lắp trở lại. Hiện tượng này đã phản ánh được tình trạng của rất nhiều tên lửa chiến thuật trong thời kỳ đó mắc phải, đó là thời bình thì mất nhiều công sức để bảo dưỡng, khi xảy ra chiến tranh lại tốn thời gian lắp ráp, khởi động. Điều này thực sự đã làm cho năng lực sẵn sàng chiến đấu của tên lửa giảm sút đáng kể. Đối với niên hạn bảo quản theo thiết kế của tên lửa S-300, trong vòng 10 năm không cần thực hiện bất kỳ việc kiểm tra nào là tương đối yên tâm. Từ những năm 1970, loại tên lửa luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu như S-300 đã trở thành mục tiêu mà các mẫu thiết kế tên lửa chiến thuật phải hướng tới. Những loại tên lửa này có thể triển khai bố trí sẵn sàng chiến đấu trên trận địa liên tục 10 năm, tuy nhiên vẫn cần phải kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra ở đây thực chất chỉ là kiểm tra nhanh các hệ thống của tên lửa trong thời gian rất ngắn trước khi thực hiện hoạt động phóng. Còn việc kiểm tra các tên lửa chế tạo ở thời kỳ trước đó cũng giống như việc tháo rời toàn bộ hệ thống máy vi tính, kiểm tra bo mạch chính ở bên trong. Bên cạnh đó cũng luôn chuẩn bị sẵn tâm lý bất kỳ lúc nào kiểm tra cũng có thể gây ra hỏng hóc đối với máy tính. Có thể thấy rằng cùng một quy định về thời gian sử dụng là 10 năm như nhau, nhưng tình trạng sử dụng thực tế lại khác nhau nhiều. Chiêm ngưỡng các hệ thống pháo phòng không tự hành nội địa của Việt Nam. Ý tưởng tăng sức cơ động cho pháo xe kéo bằng cách gắn trên khung xe Việt giã đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện từ thời kháng chiến chống Mỹ. Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, mẫu pháo tự hành bánh lốp nội địa được tạo ra bằng cách tích hợp pháo xe kéo M101 cỡ 105mm do Mỹ sản xuất lên thùng xe tải Uran 375D của Liên Xô. Sang đến đầu năm nay, thế hệ tiếp theo của mẫu pháo này chính thức ra mắt. Thay đổi lớn nhất nằm ở việc khung cơ sở được sử dụng là loại Uran 4320070 có tải trọng lớn hơn, nhờ vậy mà thùng xe bổ sung được giáp bảo vệ kíp chiến đấu cũng như tăng cường súng máy NSV 12,7mm để tự vệ trước máy bay cũng như là bộ binh địch.
Sau thành công bước đầu đã xuất hiện ý tưởng cho rằng Việt Nam có thể tận dụng thêm khung gầm xe kéo pháo bánh xích như ATS-59G hay xe tăng T-54-55 dư thừa để đưa lên đó các loại pháo cỡ nòng lớn hơn như M46-130mm hay thậm chí là D-20-152mm. Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng từ hàng chục năm trước, các cán bộ kỹ thuật quân sự của Việt Nam đã thực hiện hóa đề xuất trên theo một cách rất khác. Tại Bảo tàng Binh chủng Tăng Thiết Giáp, có một bức ảnh rất đặc biệt, trong đó là ba tổ hợp pháo phòng không tự hành đủ cỡ, được tạo ra bằng cách đưa pháo phòng không S-60AZB cỡ 57mm, 61K cỡ 37mm và ZU-23-2 cỡ 23mm lên khung xe bánh xích, nhiều khả năng là khung gầm xe tăng T-34. Việc tích hợp trên rõ ràng đã mang lại sức cơ động vượt trội cho các loại pháo phòng không xe kéo này. Điều đặc biệt quan trọng khi phải đối đầu với lực lượng không quân hùng mạnh hàng đầu thế giới. Đáng tiếc là thành tích chiến đấu của các tổ hợp pháo phòng không tự hành trên chưa thấy được công bố. Sau này, khi được Liên Xô viện trợ thêm các hệ thống pháo phòng không tự hành chuyên nghiệp như ZSU-57-2 hay ZSU-23-4 mạnh hơn nhiều lần, có lẽ các tổ hợp pháo hoán cải trên đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình trong quân đội nhân dân Việt Nam. Lần đầu xem bộ ba lá chắn Việt Nam diệt tàu địch. Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên, hình ảnh hệ thống 4K44B Redoubt M Việt Nam phóng một tên lửa P-35B diệt tàu địch được công khai trên kênh VTV1 trong bản tin thời sự lúc 19 giờ. Ngày 2 tháng 6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân chủng Hải quân. Đặc biệt, trong phóng sự phát trên kênh VTV1 lúc 19 giờ, sau cảnh dàn đội hình chiến đấu của hạm đội tàu chiến và tàu ngầm có xuất hiện hình ảnh đặc biệt, đó là hệ thống 4K-44B Redoubt M phóng một tên lửa P-35B diệt mục tiêu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam công khai hình ảnh tên lửa này khai hỏa. Theo những thông tin được công khai, Redoubt M hiện là một trong ba bộ hệ thống tên lửa phòng thủ bờ cực mạnh của Hải quân Việt Nam, gồm Redoubt M 4K-51 Rube và tổ hợp K-300P Bashan B. Một số chuyên gia cho rằng thế trận tác chiến chống xâm nhập bằng đường biển thường có 3 tuyến. Tuyến 1 là lực lượng ngăn chặn từ xa do các tàu chiến viễn dương và tàu ngầm kết hợp với phòng không không quân đảm nhiệm. Tuyến 2 là các tàu tuần tiễu, tàu tên lửa cỡ nhỏ và tuyến 3 là lực lượng phòng thủ bờ đối hải. Nhưng trên thực tế không phải nước nào cũng đủ điều kiện xây dựng đủ 3 tuyến phòng thủ từ xa đến gần. Xây dựng tuyến 1 là các tàu mặt nước hạng nặng như tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu chi viện tổng hợp, tàu trinh sát điện tử, chỉ phù hợp với các nước có chiến lược quân sự vươn ra biển xa, hơn nữa các loại tàu này quá đắt. Các nước có lực lượng hải quân mặt nước không lớn, ngân sách quốc phòng không cao, thường ưu tiên phát triển kết hợp tuyến thứ 2 và thứ 3. Việt Nam là nước đi theo mô hình phòng thủ bờ biển kiểu phát triển mạnh tuyến 2 và 3. Tất cả các hệ thống tên lửa đối hạm thuộc bộ ba lá chắn biển đều có định hướng thống nhất là không nhiều, nhưng đồng bộ. Thiên về chức năng phòng thủ, với khả năng đánh chặn từ xa đến gần và có khả năng cơ động rất cao khi được đặt trên các khung gầm xe vận tải dã chiến. Ngay sau khi phóng tên lửa, các tổ hợp lại tiếp tục cơ động đến vị trí tác chiến mới, làm tên lửa hành trình của đối phương không thể xác định được mục tiêu. Trang bị phương tiện phóng cơ động cũng tạo điều kiện để xây dựng các mô hình giả nhằm đánh lừa đối phương. Điểm ưu việt nhất là các xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe phóng tên lửa có thể hoạt động cách xa nhau, rất thuận lợi để thực hiện phương châm trang bị phân tán, hỏa lực tập trung. Nếu có bị đánh trúng cũng chỉ thiệt hại một phần, không phải là toàn hệ thống, nên rất dễ bổ sung, nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Một ưu thế nữa là tất cả các hệ thống này cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật, nên có thể sử dụng chung số liệu quan sát của radar bờ đối hải và hệ thống chỉ thị mục tiêu của máy bay trinh sát và tàu chiến, nên luôn đảm bảo được khả năng khống chế vùng biển, ngay cả khi radar của một vài hệ thống bị tê liệt. Khi chiến hạm đối phương tiếp cận bờ biển Việt Nam khoảng vài trăm km, ba loại tên lửa nêu trên có tầm bắn khác nhau, hợp thành ba lớp phòng thủ từ xa đến gần. Trong đó, tên lửa P-35B thuộc tổ hợp 4K-44B Redoubt M có tầm bắn 450 km, lập thành tuyến phòng thủ từ xa. Còn tên lửa đối hạm siêu thanh T-800 Yakon của hệ thống K-300P Bashan B có tầm bắn 300 km và tốc độ cực nhanh, sẽ bắn hạ các chiến hạm có thể vượt qua tuyến 1, lập thành tuyến phòng thủ thứ 2. Tên lửa P-15 Termit của tổ hợp 4K-51 Rube với tầm bắn 80 km sẽ tiêu diệt những kẻ còn sống sót qua hai đòn trời giáng trên Momnen vào gần bờ. Theo những thông tin được công khai, ngoài bộ ba lá chắn bờ bằng tên lửa có nguồn gốc từ Nga, đạn pháo phản lực Aquila cũng như Extra do Israel sản xuất với kích thước gọn nhẹ, tính cơ động cao, uy lực mạnh, bảo quản dễ dàng
thực sự là vũ khí chống đổ bộ hữu hiệu của Hải quân Việt Nam. Báo Nga, Việt Nam hồi sinh F-5 Mỹ để làm gì? Gần đây, một số phương tiện truyền thông Việt Nam chú ý đến khả năng máy bay tiêm kích chiến đấu F-5E, F-Tiger 2 trở lại biên chế không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Được biết, vào giữa những năm 1970, lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam thừa hưởng số lượng lớn máy bay quân sự và máy bay trực thăng do Mỹ chế tạo từ miền Nam Việt Nam, trong đó có máy bay chiến đấu đa năng F-5AB Tiger và F-5E, F-Tiger 2. Hơn nữa, Tiger thế hệ thứ hai hầu như hoàn toàn mới, gần như chưa được phổ biến. Trong gần 10 năm, F-5 đã được khai thác sử dụng trong binh chủng không quân của nước Việt Nam thống nhất và thậm chí tham gia vào các hoạt động quân sự trong khu vực. Tiền thể xin nhắc lại, Việt Nam đã chuyển giao một số máy bay thuộc loại này cho Liên Xô cũ, Ba Lan và Tiệp Khắc cũ để thử nghiệm. Cần lưu ý rằng các phi công thử nghiệm của Liên Xô, những người đã có cơ hội bay thử trên F-5 đã đánh giá cao loại máy bay này của Mỹ. Trong giữa thập kỷ 80, vì những lý do kỹ thuật khách quan, các máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Việt Nam đã ngừng hoạt động và được đưa vào các cơ sở lưu giữ. Có nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy những máy bay này cho đến nay vẫn đang nằm trong kho dự trữ ở Việt Nam. Còn ở một số quốc gia khác, Tiger 2 vẫn tiếp tục bay trên bầu trời. Hiện giờ Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Việt Nam về phần mình cũng đã thiết lập sự hợp tác kỹ thuật quân sự với Israel, nước có nhiều kinh nghiệm trong việc hiện đại hóa máy bay chiến đấu cho các nước thứ ba. Trên cơ sở này, các nhà báo trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt đặt ra câu hỏi về mức độ cần thiết của việc đưa chiến đấu cơ F-5 quay trở lại hoạt động. Mặc dù ý tưởng là tuyệt vời, liệu có thể thực sự hồi sinh những máy bay này để đáp ứng hoàn toàn đầy đủ các điều kiện hoạt động hay không? Và chúng có thể hữu ích cho việc gì? Ông Maka Aksenenko, chuyên gia về hàng không quân sự, phó tiến sĩ khoa học quân sự và hơn nữa là phi công thử nghiệm bình luận về vấn đề này trên Sputnik. Theo tôi, nếu không quân Việt Nam có kinh nghiệm sử dụng và chiến đấu trên những máy bay tiêm kích này ở những cuộc xung đột trong khu vực, nếu Tiger 2 cho đến nay vẫn tồn tại ở các kho lưu giữ trong tình trạng bảo trì, họ có thể một cách thận trọng để cố gắng tiếp tục sử dụng chúng sau khi đã sửa chữa thay thế bằng các phụ tùng nguyên bản và thực hiện một số hiện đại hóa. Tôi không loại trừ rằng phía Việt Nam sẽ sửa chữa những chiếc F-5 với sự trợ giúp của các công ty hàng không Israel đã từng hiện đại hóa khá thành công loại máy bay này cho các nước thứ ba, chẳng hạn như là Singapore. Do đó, không quân Việt Nam sẽ có thể nhanh chóng, với chi phí rẻ tiền, tăng cường khả năng chiến đấu của phi đội máy bay tấn công. Theo chuyên gia Nga, việc phát triển không lực trong trường hợp này là không thể. Với mục đích này, cần các công nghệ hàng không thế hệ mới. Tuy nhiên, tình hình quân sự, chính trị trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là đủ đáng để báo động. Khả năng xảy ra xung đột là khá cao, có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới tất cả các nước trong khu vực. Chắc chắn điều đó làm các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam phải cảnh giác. Trong ý nghĩa này, việc sử dụng trở lại các máy bay chiến đấu F-5 từ kho dự trữ có thể được giải thích như là biện pháp huy động để duy trì các máy bay quân sự cho việc bảo vệ đất nước, thậm chí không phải là công nghệ hiện đại nhất. Có lẽ công việc không phải là hiện đại hóa, mà chỉ là phục hồi lại trạng thái đủ điều kiện hoạt động. Những chiếc máy bay Tiger đã được sửa chữa, theo ông Maka Aksenenko, có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ hạn chế. Chuyên gia Nga nhấn mạnh, họ sẽ có thể tấn công cả trên đất liền và trên biển các lực lượng xâm lược tiềm năng. Đó là chức năng tiêu chuẩn của máy bay tiêm kích bom. Những việc mà loại máy bay này thực hiện trước đây trong thành phần không quân của các nước khác nhau, trong đó có cả Mỹ, để đạt được ưu thế trên không, thì máy bay này hiện nay là hầu như không phù hợp. Tôi nhắc lại, việc hồi sinh Tiger cần được xem xét chỉ như là một biện pháp khẩn cấp để tăng cường không lực tới khả năng đầy đủ để đẩy lùi cuộc xâm lăng, chuyên gia Nga nhấn mạnh. Đạn xuyên của Pháp khiến T-62 vượt mặt cả T-72. Được phát triển dựa trên người Anh T-54-55, cho nên bề ngoài của T-62 có rất nhiều điểm tương đồng với dòng chiến xa tiền nhiệm. Thay đổi đáng kể nhất của nó nằm ở vũ khí chính, đó là khẩu pháo nần trơn U-5TS cỡ 115mm, tên mã thiết kế là 2A20, có bọng hút khói nằm giữa, đã thay thế pháo nòng xoắn D-10T2S cỡ 100mm. Theo đánh giá, pháo U-5TS mạnh hơn 30% so với pháo 100mm của T-54-55 và hơn 20% so với pháo 105mm L-7 hay M-68 lắp trên nhiều xe tăng của khối NATO. Nó bắn được tất cả các loại đạn phổ biến, bao gồm đạn nổ mạnh chống bộ binh HE, đạn xuyên lõm HEAT, đạn xuyên động năng và còn có thể tích hợp tên lửa chống tăng phóng qua nòng 9M-117 Pershing. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, uy lực của pháo chính trên T-62 bị đánh giá không còn hiệu quả khi đối đầu những dòng MBT hiện đại, đặc biệt là kém xa các loại pháo tiên tiến
cỡ 125mm trên T-72 80-90, hai pháo 120mm chuẩn NATO. Nhưng vì số lượng T-62 đang hoạt động rất lớn, tiềm năng hiện đại hóa vẫn còn, cho nên nếu được nâng cấp về hỏa lực thì nó sẽ phần nào đáp ứng tốt yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Một trong những phương án theo đánh giá khả thi nhất chính là trang bị cho T-62 loại đạn siêu động năng thế hệ mới. Tập đoàn Nexter của Pháp gần đây đã giới thiệu đạn siêu động năng M1150 cỡ 115mm tương thích với pháo chính của xe tăng T-62. Loại đạn này có chiều dài 1.110mm, trọng lượng 25kg, trong đó loại xuyên bằng hợp kim tungsten nặng 6.5kg với phụ gia chống mài mòn titanium dioxide được đẩy đi bởi 8.5kg thuốc súng, cho sơ tốc đầu nòng lên tới 1.635m/giây, xuyên thủng 500mm giáp đồng nhất RHA từ cự ly 2.000m ở góc chạm 60 độ. So sánh với đạn xuyên động năng trên pháo 125mm, 2A46 đời đầu của T-72 chỉ thâm nhập được 400mm RHA khi bắn cách 2.000m, hai đạn thanh xuyên của Israel bắn từ pháo L-7 105mm thâm nhập 490mm RHA ở tầm 1.000m, đạn xuyên mới của pháo 100mm D-10T2S do Cộng hòa Séc chế tạo xuyên thủng 400mm thép cán ở 1.000m, rõ ràng đạn M1150 đã trội hơn hẳn. Nếu được trang bị loại đạn công nghệ cao này, chênh lệch sức mạnh giữa xe tăng T-62 trước các dòng chiến xa hiện đại sẽ được thu hẹp đáng kể. Đây là giải pháp đơn giản và dễ triển khai hơn nhiều so với nâng cấp pháo lên 120mm hay 125mm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.